Thưa quý vị, theo quyết định số 2905 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, vùng vàng là bao gồm cả vùng điểm xanh ở các khu dân cư tại các phường xã vùng vàng. Đây là những địa bàn có mức độ nguy cơ và nguy cơ cao. Vì vậy, việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát người dân để mỗi người hiểu và thực hiện đúng theo khu vực thuộc vùng vàng là điều rất quan trọng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Phường Thanh Bình có 62 tổ. Tính đến thời điểm hiện tại, phường vẫn thuộc vùng vàng. Theo quyết định số 2905, thì khu vực vùng vàng được phép nới lỏng một số hoạt động, nên trong thời gian đầu, người dân nghĩ nhầm vùng vàng khá an toàn, nên buông lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Một số ít người dân thuộc diện đối tượng trong vùng vàng được phép đi làm, nên đã lợi dụng để ra ngoài. Vừa qua, phường cũng đã lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm. Khi tôi nắm được cái đó thì chúng ta bắt đầu tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở và tăng cường cái công tác kiểm tra, thì hiện nay người dân đã chấp hành tốt cái việc ở trong nhà. Chỉ có những cái trường hợp thực sự cần thiết thì chúng tôi mới cho ra đường. Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của người dân, phường cũng đang nỗ lực bảo vệ một số điểm xanh tại các khu dân cư để người dân hiểu rõ dù đang ở điểm xanh nhưng phường là vùng vàng thì vẫn xác định vùng vàng thuộc nguy cơ cao, đồng thời giữ vững các điểm này để nhân rộng trên địa bàn phường. Cái chốt vẫn giữ nguyên như vậy và chúng tôi đã thu âm cái thông báo của Chủ tịch thành phố đến từng ngõ ngách để cho dân người ta biết là mình được làm gì và mình không được làm gì trong cái tình hình như thế này. Cho nên là đến giờ các đồng chí thấy là rất là nghiêm túc trong cái việc thực hiện cái chỉ thị của thành phố. Theo quyết định số 2905 của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì vùng xanh và vùng vàng được phép nới lỏng một số hoạt động. Song người dân vẫn cần nắm rõ là các khu vực này vẫn nằm trong diện nguy cơ, nên tuân thủ chủ trương của thành phố, tuyệt đối không được ra khỏi nhà và chỉ được phép ra khỏi nhà khi nằm trong đối tượng và hoạt động được cho phép, kèm theo các biện pháp phòng chống dịch.